và để họ cùng với cái máy bội người ta, các lõng buộc người ta thường bằng cái lõng buộc bằng mây, để quá trình đấy thì cho thời gian là máy bội cũng được xẹp dần xuống do độ lặng. Từ hàng trăm năm nay, những ngôi nhà bội đã tạo ra một hình ảnh đặc trưng cho vùng quê ven biển này. Và tôi không ngạc nhiên khi biết MCD đang khởi xướng một chương trình bảo tồn những ngôi nhà bội ở đây. Nhưng tôi cứ tự hỏi, không biết những mái nhà đã trải qua bao mưa nắng của thời gian, liệu có chịu đựng được sức ép của quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng ở các làng quê Việt Nam, cũng như rất nhiều những nét văn hóa độc đáo khác của Giao Xuân mà tôi đã khám phá được phần nào trong mấy ngày vừa qua. Có thể tôi đã quá lo xa, bởi trong câu chuyện với những người dân tham gia chương trình du lịch sinh thái mà tôi đã gặp ở đây, tôi đều nhận thấy một quyết tâm gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa và các tài nguyên quý giá của quê hương mình để biến chúng thành một nguồn lực phát triển du lịch. Đây là một cái nghề phát triển mới và có thu nhập để nâng cao cái mức sống cho chính người dân nơi đây và góp phần vào bảo đảm cái bảo tồn cái sinh vật biển bền vững, phát triển bền vững. Và tôi tin là họ sẽ làm được. Có lẽ tôi sẽ trở lại Giao Xuân để một lần nữa được gặp những con người đáng mến ấy, nơi tôi đã có những trải nghiệm khó quên. Đã gần 40 năm qua, khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thì nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Tịch đã đón tiếp phục vụ hơn 40 triệu lượt người, và trong đó thì gần 1/4 là khách quốc tế. Và một cái điều rất là thực tế là tất cả các cái nguyên thủ quốc gia của các nước, các chính khách khi mà đến Việt Nam, đến Hà Nội, bao giờ họ cũng dành tình cảm đến với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc biệt là chứng kiến khu di tích nơi Bác Hồ đã làm việc trong một lần cuối cùng của mình. Not a bigger house, but he looks like the house of minority people, and not still over there for him. Okay. Just to live from Nazi going there. Okay. Yeah. Let's go there. Hello.
có gì cho ăn rồi. Thấy chưa? Con to chưa? Và cái điều này là xảy ra với chắc hẳn khách Trung Quốc rất là nhiều. Ở trong cái khu như này, cái âm lượng đấy dùng nó không được như họ có thực sự thích thú với những gì chúng ta đang nói hay không? Ở cái cuộc hội thảo của năm ngoái, năm 2016, khi mà tôi cũng được tham gia, thì tôi có nhận thấy rằng là bản thân bên ban quản lý di tích cũng gặp một số cái lung túng trong cái việc làm sao có thể đưa được những cái thông tin chính thống đến cho những người sử dụng. Mà một trong những đối tượng mà sử dụng cái thông tin nhiều nhất đó là chính là các hướng dẫn viên du lịch. Thế còn chúng tôi đứng ở góc độ của các cái doanh nghiệp lữ hành là những nơi mà đang quản lý và sử dụng các hướng dẫn viên du lịch, thì chúng tôi lại cũng có những cái khó khăn của mình. Đó là chúng tôi cố gắng để nâng cao hơn nữa cái chất lượng của hướng dẫn viên. Thì bên trong cái việc nâng cao chất lượng hướng dẫn viên thì bên cạnh cái việc mà đi thực địa để nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ, thì nó có một cái phần nữa là phải cung cấp tài liệu và các nguồn thông tin. Và cái nhu cầu của hai bên đấy thì đã được trao đổi, và tự nhiên là hai bên biết nhau được ở tại cái cuộc hội thảo đó. Và sau cái hội thảo đó thì cũng xuất phát từ cái ý tưởng của bên khu di tích, và dưới sự chỉ đạo của văn hóa và bên ban tư tưởng văn hóa trung ương thì rất muốn là để cái việc đấy trở thành hiện thực, làm thành một cái việc và kết hợp với cái cuộc vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh để tiến hành bắt đầu từ năm 2007. Và đấy là lý do tại sao mà chúng tôi tổ chức những cái khoa học như thế này. Hai cái hạn chế, thứ nhất là khách rất là đấy, cái thứ hai nữa là có những cái công việc mà trong thực tế mà chúng tôi gặp thì mới phát huy được tác dụng. Chứ còn đi thì đoàn khác đã phách của mình rồi. Hoặc có những điểm khác. Nhưng mà cái thời gian xây dựng của cái nhà này nó có cái quyền ông Dương, cho nên có thể nói đây là một trong... Do là đây là thành quả cách mạng của nhân dân, cho nên là bác muốn dành cái thời gian 55. Thì bác đã chọn cho mình một cái ngôi nhà nhỏ trong khu vườn sau cổ tịch, và nơi đó thì tất cả các bạn chỉ là nơi ở. Vì 1969 thì tại chính tòa nhà này bác Hồ đã thay mặt những cái sự kiện cụ thể như vậy, và cũng nói với tất cả các bạn, nhiều căn phòng của cái tòa nhà này được mô phỏng cái việc bảo vệ môi sinh môi trường của thế giới. Và hiện nay một số nước ở trên thế giới đã theo cái tư tưởng đó. Chúng ta biết là một số nước đã theo cái tư tưởng đó về để bảo vệ trồng cây, để bảo vệ môi sinh. Tôi thấy có rất nhiều các cái thông tin thật là bổ ích. Thứ nhất là thông tin bổ ích vì con trước đây hướng dẫn chưa có thể có điều kiện để tham gia và được hiểu thêm các câu chuyện về Bác Hồ, cũng như là cái tư tưởng chính trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là cái khu lăng di tích này. Và thông qua buổi học này thì tôi thấy là rất có ý nghĩa đối với cả một người hướng dẫn viên. Mà lên hy vọng có rất nhiều lớp như này cho rất nhiều hướng dẫn viên để có cái cơ hội để tham gia và cái lớp học như thế này rất cần thiết. Trong cái khóa học này thì chúng tôi sẽ về địa phương trên cái cơ sở là cái kiến thức mà đã được học ở đây, thì chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch là bồi dưỡng đào tạo cho cái đội ngũ thuyết minh viên tại cái khu du lịch Tân Trào của chúng tôi học tập cách cái truyền thụ cái kiến thức, cũng như là giới thiệu về cái quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Tân Trào trong suốt hai thời kỳ kháng chiến. Vì Bác Hồ đã ở trong khu vực Tân Trào này là hoạt động trong hai thời kỳ kháng chiến, thời gian là gần 5 năm. Với nhau cho đến giờ phút này, cái điểm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là cái điểm đột phá đầu tiên. Và sau khi rút kinh nghiệm cho cái đợt làm này thì chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt tiến hành chuẩn hóa những cái thông tin, chuẩn hóa những cái quy trình hướng dẫn cho hướng dẫn viên tại tất cả các cái điểm tham quan tại Hà Nội. Thế thì ví dụ như sắp tới là chúng tôi sẽ tiến hành khu di tích thành cổ Hoàng Thành Thăng Long, rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm đến khu di tích Cổ Loa, rồi vân vân. Tức là tất cả những điểm như vậy, và tất cả những cái hoạt động này thì một mặt cũng là những công việc thường xuyên của ngành du lịch Hà Nội, của Sở Du lịch Hà Nội, nhưng một mặt cũng là nằm trong cái chuỗi hoạt động của chúng tôi để góp phần thiết thực tiến tới cái kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.